Ôi đất nước mấy nghìn năm lịch sử, truyền thống anh hùng bất khuất kiên trung. Khi giặc đến triệu người dân như một, trong gian lao đứng dậy hóa anh hùng. Vùng đất mò bao lầm than cơ cực, dưới gót giày đế quốc thực dân. Người phu mò sống cuộc đời nô lệ, trong xích xiềng vẫn đoàn kết đấu tranh. Vùng mỏ Quảng Ninh là nơi tôi luyện lên ý chí và tinh thần thép của những người cộng sản. Với phong trào vô sản hóa đã mang đến cho những người phu mỏ và giai cấp cần lao một luồng sinh khí mới. Các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Đặng Châu Tuệ, Vũ Văn Hiếu đã đem ánh sáng chủ nghĩa Mác Lênin về với vùng than, lãnh đạo và tổ chức cho giai cấp công nhân đấu tranh diễn ra sôi nổi ở mỏ Mọc Khê, Hoàng Danh, Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông, đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập. Ngày 23 tháng 2 năm 1930, chi bộ đảng đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh đã được thành lập ở mỏ Mạo Khê, Đông Triều. Đó là kết quả của chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng ra đời sục sôi khí thế, cách mạng về thợ mỏ vùng lên, dương cao cờ đỏ búa liềm, hỡi ai nô lệ bần hàn đứng lên. Như sóng dậy, như chiều dâng, chen vai sát cánh, đồng lòng đấu tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, phong trào đấu tranh của cách mạng ngày càng phát triển và trở thành cao trào cách mạng, tiêu biểu là cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ. Sau năm 1941, Mặt trận Việt Minh đã tổ chức và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân tiến hành đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Tháng 6 năm 1945, Đệ tứ chiến khu Đông Triều được thành lập và nhanh chóng phát triển trên một địa bàn rộng lớn. Quân và dân Đông Triều đã đánh vào những vị trí trọng yếu của thực dân Pháp và phát xít Nhật, góp phần quan trọng vào thành công của cách mạng tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và người thợ mỏ một tình cảm đặc biệt. Người đã 9 lần về thăm, động viên, căn dặn cán bộ, công nhân ngành than, nhân dân, học sinh và bộ đội. Ngoài ra, Bác còn nhiều lần gửi thư khen ngợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh. Nhân dân Quảng Ninh luôn biết ơn người và đồng nhiệt chào đón mỗi lần được Bác về thăm. Bác gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần tới nhân dân, cán bộ đảng cũng như cán bộ chính quyền. Ngay cả bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần kiệm liêm chính, muốn thế phải gần gũi nhân dân, khuyến khích nhân dân, lãnh đạo nhân dân và tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp, chào thân ái và quyết thắng. Hơn 50 năm kể từ ngày Bác đi xa,
nhưng những lời dặn của Bác đã trở thành sức mạnh tinh thần to lớn cho Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, luôn đoàn kết, hăng hái tinh thần thi đua xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chiều thị xã thân yêu, tiến lên vững mạnh, đẹp giàu phồn vinh, một lòng theo Đảng quang vinh, toàn dân học tập theo gương Bác Hồ. Hát lên đi, cùng nhau hát mừng, ta mừng vui, cờ hoa sớm sang, ta chào đón miền đất con người. Khắc sâu tâm nguyện, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà đã và đang thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, xứng đáng với lòng tin yêu của Bác. Ta về đây bên nhau ngày hội như mùa xuân, trong trái tim còn mãi nơi có những con người làm đẹp cho quê hương.